dẫn cách cài wifi cho điện thoại iPhone để cài cho mạch quạt đấy. Đầu tiên á, mình muốn cài cho iPhone mình phải bật chế độ wifi cho cái mạch này nhé. Để bật wifi thì mình vào chế độ cài đặt setting mode đấy, để mình chỉnh thì mình chỉnh được nhé. Còn bình thường là chế độ thông thường thì mình không có cài đặt được. Để vào setting mode ấy, đầu tiên mình tắt nguồn đi, xong bật lại, nhanh tay nhấn giữ nút encoder, nút này này, nhấn đè nhé. Chỉ có 1 giây để thực hiện thôi. Nếu mà làm chậm quá thì nó sẽ vào luôn chế độ bình thường ấy. Mình muốn khởi động lại mạch này thì có hai cách. Cách thứ nhất là mình rút nguồn ra, xong cắm lại, xong nhấn đè luôn encoder nhé. Cách thứ hai là mình nếu mà mạch ở sẵn đây này thì mình nhấn vào nút RST này. RST là nút reset ấy, nó cũng khởi động lại mạch nhé. Đấy, bấm đây. Đó, đấy khởi động lại mạch này nhé. Hoặc là rút nguồn ra cắm lại này. Nguồn đi nhé. Cắm lại này. Đó, nó cũng tích đấy. Nhưng mà nút cắm xong chỉ có 1 giây để thực hiện là vào cài đặt nhé. Và nút nút của nút encoder ấy và nút flash này là 1 nhé. Đây là nút ấn này. Flash này là 1 nhé. Đó, mình ấn trong hai cái nút này đều được. Rồi bây giờ mình tắt đi làm lại này. Ấn RST này, xong rồi nhanh tay nhấn nút encoder này. Hoặc là nút flash là 1 nhé. Flash là nút này. Reset này, RST này, bắt đầu này ấn này. Chỉ có 1 giây để thực hiện thôi nhá. Lần thì nhanh tay ấy. Đè. Đó, tít tít thì nhả tay thôi nhá. Nếu đè lâu quá này nó sang chế độ reset mặc định ấy. Rồi vào chế độ cài đặt rồi nhá. Vào chế độ cài đặt này. Thì mình vặn về số số 01 nhé. Vặn về số 01. Đó, xong mình nhấn đôi nút encoder này. Nó kêu tít 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 thì 3 tiếng ấy thì là chế độ mở wifi. Và kêu tít tít thì là tắt wifi nhé. Nó cứ đổi qua đổi lại ấy. Nhấn đôi này. Đó, tít 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 là mở wifi nhé. Nhấn đôi nữa là tắt này. Tít tít là tắt. Nó kêu tít 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 là bật wifi nhé. Vậy là xong rồi đấy, là bật wifi rồi. Bắt đầu mình khởi động lại nhé. Nó sẽ vào chế độ wifi đấy. Nó bắt mình nhập wifi nhé. Khởi động lại là sẽ bị treo cái P1 này. Báo P1 này, bắt đầu mình phải mở wifi lên. Mở wifi, trước khi mình vào wifi thì cần copy sẵn cái token nhé. Token thì do em đã tạo sẵn app và gửi sẵn rồi nhé. Mình copy sẵn nhé. Thử có copy sẵn cái token này. Token thì em gửi sẵn rồi. Đầu tiên là mình vào cái Safari. Mình vào cài đặt web chứ đã, cài đặt wifi đã, setting này, và phần wifi này, tìm thấy cái inverter fan TQH này, nó phát ra này, kết nối vô, kết nối vô, nó sẽ nhảy vào cái trang cài đặt này. Nếu nó không nhảy trang vào trang cài đặt này, mình phải dùng trình duyệt web nhé, mình gõ địa chỉ 192.168.4.1 thì nó cũng vào cái trang này nhé. Sau đó ấn trình duyệt web được Chrome và Safari ấy. Nhấn config này, config wifi này. Đó, xong rồi chọn cái tên wifi nhà mình nhé, thường nó ở trên cùng ấy. Nếu nó không thấy thì mình phải nhấn nút refresh này nhé. Refresh này để tạo lại cái nó dò lại cái wifi ấy. Đó, nó sẽ dò lại. Đó. Cái tên wifi của nhà mình nhá. Chọn vào để nó copy cái tên SSID xuống dưới nhá. Mình nhập tay có thể sai đấy. Sau nhập mật khẩu wifi của nhà mình vào. Ấn vào đây để nó hiện rõ này. Đó. Xong cái MQTT server này thì thường là nó có sẵn rồi, mình không phải chỉnh nhé. Để nguyên cái link token này. Phát cái token nó mới đã được cấp sẵn rồi đấy. Tạo app xong nó sẽ có cái token này phát vào. Là cái số bằng nhiều chữ này. Sau đó nhấn save. Nếu mà nhập đúng wifi thì nó kết nối nhanh lắm. Đó, mạch online nhé. Nó sẽ qua vào chế độ chạy thôi. Nếu ở mạch chế độ mạch online ấy, có internet ấy, thì mình vặn về 0 off qua thì nó sẽ hiện giờ nhé.
Đó, cái tất quản nó sẽ hiện giờ 11:45 này. Rồi. Bây giờ tới phần cái sạc này, cái mạch này nó đã online, đã kết nối được mấy chủ link rồi nhá. Bây giờ tới phần là dùng web này. Mình vẫn phần có copy cái token nhá. Rồi điện thoại này. Mình mở Safari lên. Safari. Safari nhé. Rồi, Safari lên. Rồi mình tắt cái token nó ấy vào đây nhá. À khoan đã. Trước khi Safari ấy, thì mình vào đây này. Mình tạo một cái socket ra ngoài màn hình chính nhé. Đó, chọn to Hamrin này, có biểu tượng dấu cộng này. Hoặc là thêm vào màn hình chính tiếng Việt gì đó. Nhấp vào đây nhá. Để tạo ra cái app React Native, React App ấy. Rồi mình đặt cái tên đi, ví dụ quả chẳng hạn. Đó. Xong rồi, địa chỉ ở đây thì mình nhập địa chỉ là địa chỉ vẫn là http MVT. Cái này là khoan đã, cái này bỏ đi. Đầu tiên mình vẫn phải thoát đi nhá. Làm lại từ đầu. Đầu tiên mở Safari lên nhá. Đó. Safari nhá. Mở Safari lên. Sau đó tạo vào địa chỉ. Không ăn địa chỉ nào. HTTP nhá. HTTP 2 chấm sạc sạc mpt tqh.ddns.net nhé. Không có viết hoa, không khoảng trắng, không có s nhé, http thôi, có s là nó sai đấy. Và sau đó mình ấn đi, nó sẽ vào cái trang kết nối này, nó vào cái trang này nhé. Sau đó mình vào cái trang này thì mình bắt đầu mình mới sổ này lên. Mình tạo một cái home win này, tạo một cái trang chủ ngay ngoài at hamrin này, chào đây. Rồi nó vẫn là địa chỉ này nhé. Sau đó mình mới tạo cái tên này, cái tên app là quạt đi. Quạt blc đi. Rồi sau đó mình ấn nút add nhé. Add đó, nó sẽ tạo ra cái web nhé, tạo ra cái app đây, nó đây. Cái app ở đây quạt BLC đây. Đó, bây giờ mình phải đăng nhập vậy nhé. Đăng nhập thì mình phát cái token lúc nãy em cấp cho đó. Đó, quay lại. Phát. Cái này phải sửa lại này. Thì server host phải là MPPT TQH đấy. Cái thường nhé. Nó giống cái địa chỉ web của nó ấy, mình vào ấy. mppt-tqh.ddns.net nhé. Đó, chủ yếu là hai cái dòng ấy thôi, rồi ấn select nhé. Đó, nó sẽ vào cái app này, mình zoom lại nhé, mình thu nhỏ lại. Đó, nó sẽ như vậy nhé. Chọn auto xin khoảng 3 giây một lần nhé, không để nhỏ quá nhé. Đó, đây là mạch, đây là tắt này. Đó, đang tắt nhé, off nhé. Giờ mình kéo lên này. Đó, số 4 này. Hiện số 4 này. Đó. Chế độ gió tự nhiên này. Đó. Chế độ gió ngủ này. Đảo này. Đặt. Đảo. Đây. Thì nó sẽ hiện số 20. Đợi một lúc nó mới lên, nó có đồ trễ đấy. Đó, số 20 nhé. Để nó tắt quạt này. Tắt về. Đó, sẽ về tắt nhé. Off này.
Vậy là phải cài xong cái nhá. Giờ mình mỗi lần mình kêu đi này. Bây giờ muốn mở app thì mình chọn vào cái quạt này nhé. Cái app mình chọn. Đó, nó sẽ vào đây luôn nhé. Mình không phải đăng nhập lại nữa nhé. Đó. Ok. Vậy là xong phần cài đặt cho iPhone nhé.